hé luôn mọi người. Bữa nay á mình sẽ đặt theo đất với anh mình. Rồi hồi nãy mình đã mở cái đồng tiền năm không mất ổn luôn. Vậy rồi anh em mình đang rút rất gớm. Má ơi, sẽ rất tiền quá, thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Má ơi, đọc video mà nó cũng mệt lắm. Sao không lấy ra luôn đi? Sợ nó luôn á ba. Cầm quá cho. Anh Ben mình đang làm. Đây là số tiền của mình. Thì cũng hơi nhiều thôi. Nhiếp. Tiền nhà mình giàu lắm. Ông nội, chú Đạt. Nhiều lắm. Rồi, rồi. Đương nhiên là anh Ben mình nè. Yeah. Đây là của con đó đúng không? Rồi. Đây là của anh Ben mình vô đây. Chưa thấy tờ 500. Mình đã thấy rồi. Ê, tờ 500 đấy đúng không? Nè chụp. Trời sao 500 ít thế. Đã thấy 500. Đây là tờ 20. Sao nó ngắn nó vô vậy trời. Tiền lẻ. 200. Mấy bạn nhìn này, cái mặt của ông này nè. Bác Hồ á, giỡn mặt không? Bác ấy là người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến để alo, mắc hồ, mắc hồ đất nước của mình á. Tô ca. Bây giờ đăng cái video này lên mạng thế nào cũng bị chửi. Từ ê, 100 với 200 coi rắc. Đắt 200 là thôi tiêu lời luôn nha. Không biết gì đâu nha. Sợ rắc lắm nè. Hên quá, được. Đồ ok. 100 với 200 một... Ít quá. Ba cái này biết lấy đến bao giờ. Như này nè. Đây biết được. Từ nãy nhanh nè. Đây là tiền 100. Của Summon. Thì tiền lẻ của mình thì rất nhiều nha. Còn mẹ mình đang móc 100.000. Rát. Rất đậm rát. Trời ơi hên lé. Con mới đẹp lắm, con mới. Mới. Cũ. Tiền mình là tiền mới hết. 500 như tiền mới. Ba mới lấy từ từ á, lấy mới đứt cái rẹt ra luôn. Đó, 50 thôi nha ba. Ê! Mình kéo. 10.000. 50. Ôi trời ơi, sao nó kẹt như vậy? Sao mở tiền cờ đó. Một đống tiền 50. 30.000 nhé. Đây rồi 20. À không, 40 chứ lộn. Đây 40 thêm 20 nữa. Trời ơi. Ngày xưa con làm việc nhà ba cho con có 10.000 chứ mấy. Nó cho thêm 50 nè, 50 nữa nè. Trời ơi mọi người rất nhiều. Trời ơi mọi người rất nhiều. Trời ơi ta nói nãy giờ lột ra toàn 10, 50, 120 thôi. Chưa thấy 100.000 nữa mọi người. Đó giờ 50 hoài luôn đó. Rồi đây, tiền lớn, 200. Nè, 200 nè. Ui xời. Nó ít dữ dày. Rồi đây, bú đập thêm đi mà. Cầm. Để xem coi. Đây, 200 nè. Đâu? Một tờ 200 nữa, 400 nữa. Hai tờ 200 rồi. Biết hai tờ là 200 là gì không? Còn đây 500. 500 nè. 500 với 200 là nhiêu đó? 700. Nãy giờ mới một tờ 500 luôn á men. Hình như thêm nữa nè. Không hình như. Rồi, không 500. Tờ 500 nè. 500 đâu? 20. 20 không. Trời ơi một tờ 500 cũng khoe. Nè 100 nè. 100 rồi 100. 200. 200 nè. 200 dữ quá. Bê đừng có đăng tào lam nha. Từ ta 50. Ơi 50 rất nhiều. 100. 50 với 10.000 là hơi nhiều rồi nha. Thì tiền này 50 thì chưa thấy nha mọi người. Ở lộn 500. 10.000. Mình là 500 là thấy rồi nha mọi người. 500 là thấy rồi nha. Mình là nhiều quá. Nhiều tiền lẻ hơn luôn. Trời một đống tiền lẻ chắc một cục quá. Bị có chắc là bị nhiều tiền lẻ. Nãy giờ lại số tờ 20 với 10.000 của anh Ben đi. Biết rồi, hỏi nhiều quá.
5.000 cái gì cũng cũng năm gì đây trời ơi, rất nãy giờ là mới nhiêu đây à, tiền lẻ gì vậy, quá trời. 500 đâu 50 à, 200 quay cái 50. Quay chỗ anh bên em mở đó, 20 quay ở đâu vậy, quay chỗ anh bên đó. Đây rồi, đứa nào trời cho mọi người ơi, nãy giờ toàn tiền mới một tờ 500 này, 500 này, tờ 500 nữa nè, 500 nữa nè, 2 tờ 500 rồi bây giờ đó, 3 tờ nè, đây hơn con bi heo rồi, 3 tờ à, chưa hơn được rồi, hơn rồi, từ hơn rồi hơn bi heo rồi, bi heo nè, bi heo à, để bi heo đếm cho bi cho này, bên xem này, quay 500 để riêng đi, hồi đếm 500 thi đua ai nhiều hơn. 500 nữa nè, nữa nè, trời ơi, trời ơi, bỏ ra đây nó văng văng không, nhưng quay mà để quay cái đây nè, nó quá trời 500, mình thì được hơi nhiều xíu, hơi nhiều xíu em. Bị soi với anh Ben tuổi tuổi gì con gì, ông hỏi dẻo à, đâu rồi em, đang thấy còn mấy tờ nữa nè, lấy đó lên gỡ nó ra con, không để đi, ba cầm đi ba cầm mấy 200, tờ 500 đi, xíu nữa đo với anh Bi hai năm một ai mày nói ai ít. Ba coi tiền nè, đẩy xuống chi, quay vô đây nè, trời ơi, quay chỗ bên lấy nè, quay đâu vậy, trời ơi, sao cái con heo này đập cha nó luôn đi, đập đúng nó nè mày, con ba coi tiền nè, nè ba nhìn nè, ba nhìn nè, bao giờ mới hết, đâu đây đâu, mấy bạn nhìn nè, không. Trời ơi còn quá trời, đâu ra xem lại nè, trời chăm đó, quay vô đó, quay vô lỗ quá, quay trời, cái lỗ quá trời, quay hướng ra đây nè chị em ơi, 500k nè, quay vô đây nè, rất nhiều, trời ơi, đập heo sung lắm mấy bạn. Đập heo là sướng luôn á, đập heo chứ không biết trong đó mấy ngàn, thì mình thì không có mấy cái tiền đó, mình cũng có nhiều mấy cái tiền đó lắm, nhưng mà mẹ mình nợ chưa trả. Nó chưa trả, hay là đem đi mua đồ chơi hết trơn rồi, nợ tặng cô đó 100 nè mọi người. Ủa cái cục gì đây, cục chi mô gì đây, ủa vô đây nè, ủa cái quần đùi gì đây, đứa nào nhét cái gì vô đây. Trời sao lại có bông với ta cho mày nè. Con nghe này nhét vô hả. Ai lấy bao quý tay kêu tiền và kiểu gần đâu. Nghi lắm á. Mày nhớ nhiều lắm mà sao ít vậy. Ba đếm coi bao nhiêu tiền rồi. Từ chút xong rồi ra đếm. Mình chắc ít hơn tiền hơn Ben đó. Nè nhìn. Nhìn lên. Nhìn lên. Ben hướng lên đi. Ô hô hô hô. Ô 500 mọi người, 500. Ủa 500. Để mấy tờ 500 ra một bên, để mấy tờ 500 ra một bên. Như còn nữa nè, còn nữa nè. 5, 6, 7, 7 tờ đó. Đây 8. 8 tờ 8 tờ, hay quá. Vỗ còn tay. Nữa, 9. 9 rồi, 9 tự mưu 29, 9 mưu. Oh shit. Oh. Trời ơi, mình mong là em sẽ nhiều tiền hơn mình. Đầy luôn rồi mọi người. 500 nữa. 10. 1. 100. Mà trời ơi, con Bi tuổi luôn. Tuổi gì? Con gì? Con dê. Con khỉ. Ừ, em là con bò. Con bò ra rác rừng râu đi. Hoảng nhiều. Quay dùm mỏi tay muốn chết. Đặt mày đặt mày đặt. Hồi đầu á ai gáy ơi trời. Gáy. Gì mà toàn mấy tờ tiền lẻ không. Em gáy to lên, em gáy to lên. Gì mà toàn mấy hồi đầu bị gáy gì mà toàn mấy tờ tiền lẻ không, chắc không có tờ 500 nào chắc. Ông nói cái nữa tôi lấy hết tiền của ông luôn đó. Bị ngon rồi lấy đi. Cái okay. Tay
Rồi ok. Lấy đó hả? Lấy 100 ngàn lãi suất. Lấy 100 ngàn lãi suất tăng gấp 5 lần, đưa 500 ngàn. Đứng lại đừng nữa. Bỏ lại coi. Im nữa quay. 10 ngàn của anh bên mình nè. Đâu hồi nãy tờ 100 trả lại chưa? Đâu trả rồi. Rồi. Đây hình như thấy tờ 500 rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 500 nữa. Rồi sao người ta coi. Còn mấy sao nhiều chú giấy. Ê. Nãy giờ toàn mấy cái cục này thôi mấy bạn. Rồi, 20. Chắc nhiều tờ 500 chứ sao 10 tờ được. Rồi nãy giờ bóc mỏi tay không Ben? 500 nhân 10 bao nhiêu? 3 là sướng nhất cơ, ba ngồi ba đếm tiền. 9, 10, 11 tờ. Đây còn. Đây. 500. Sướng. Trời ơi, chắc Ben nắng mình luôn rồi đó. 2 tờ. Đây, quê đây. Nhiều quá rồi. Đó. Đó, đây, 3 tờ. Chắc con chết luôn, nhiều tờ 500 quá. Nào phải. Trời ơi, tôi xỉu rồi. Ít từng lẻ lắm. 2, 3 tờ. Mà nhiều thấy, nhiều lần á, thấy ổng đi học về là toàn từng lẻ, ổng nhét vô đó không à. Sao giờ lấy nữa ra. Là, ủa ông. Một là thằng nào đấy nó muốn tính lượm tiền á, nó nhét vô. Nè, chưa. Mọi người chưa. Ơi. Một tiền á. Con mất rồi. Con mất à? Con. Mất không được, con ấy. Cái này nhẹ thôi. Cái con lượm được cơ. Cái con lượm được 2 tuần. Để im sao cứ xin nguyện người ta coi người ta nhức đầu sao? Nhức đầu. Ôi. Âu. Dơ quá. Thôi. Bên ơi là lại lại đây ngồi đi. Like. Ba đếm rồi con. Quay tiếp. Ba đếm này, đếm đi. Đừng cầm cho ba đếm đi, cầm đếm. Một, qua vô đây nè. Đây là tiền của mình. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tờ. Chết con. Không có tiền. Em chịu thua rồi. 500 nhiều quá. Mấy giờ rồi? Em mới có 11 à. Mấy giờ để Ben về thằng bài nữa chứ? 20. Nó phủi hết xuống chưa? Rồi đưa ba lấy ra, về thằng bài em. Đâu, tăng còn mấy cái nữa. Thì đất của con mà con phải khui chứ. Im, anh Ben mình nè. Chứ lại con học hết bài rồi, yên tâm. Đây là tiền của anh Ben, còn đây là tiền của mình. Tiền của mình thẳng hơn tiền của anh Ben là do anh Ben mình nhét vô ổng nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sao mày gì vô hoài trời? 8, 9, 10, 11, 12. Anh nói có còn mà. 13. Chô cha anh Ben 13 luôn rồi. 500 rồi. Nhân 13. Hết rồi. Quét ra. Ben ơi, tiền nè. Ít tiền mà. 13. Rồi ở đây nữa. Hồ gỗ đây nữa nè. Trời chắc mấy lấy máy tính nè, qua. Về tiếp đi. Ở đây về tính nè. Im tâm cầm. Đợi con xíu. Cầm đi. Đây là tiền của ba mình. Alo, tiền của em mà.